Bây giờ là phần cập nhật tiêu điểm báo chí ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, liên quan đến nỗ lực ứng phó phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trong dịp Tết, báo VnExpress.net đưa tin, Bộ Y tế nhận định số ca mắc mới sẽ gia tăng trước chính sách mở cửa của các nước. Dịch Covid vẫn chưa ổn định và người dân vẫn phải hết sức cẩn trọng. Đánh giá về chủng Omicron XBB chưa được Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh ghi nhận thì Bộ Y tế cho biết các biến chủng phụ có khả năng lây lan nhanh hơn, nhưng vaccine hiện tại vẫn có thể dự phòng chuyển bệnh nặng tử vong. Theo thông tin trên báo VnExpress.net, để chủ động phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sạch và chú trọng tiêm chủng vaccine COVID-19 theo khuyến cáo, nhất là những người có nguy cơ cao mắc bệnh. Theo nguồn tin của báo Vietnamnet, ngày 7 tháng 1, Bộ Công Thương vừa ra quyết định 21 ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo quyết định 21 của Bộ Công Thương, giá trần giá cao nhất của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo quyết định 21 của Bộ Công Thương đăng tải trên báo Vietnamnet, giá điện của nhà máy điện mặt trời trên mặt đất là 1.189,90 đồng 1 kWh, của nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng 1 kWh, của nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng 1 kWh, của nhà máy điện gió trên biển là 1.815,95 đồng 1 kWh. Liên quan đến việc xăng dầu, bài viết trên báo Tuổi Trẻ có nội dung về đề xuất rút ngắn kỳ điều hành giá xăng dầu còn 7 ngày. Trong dự báo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 95/2021 và nghị định 83/2013 về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, Bộ chọn phương án giảm thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống còn 7 ngày và cố định vào thứ năm hàng tuần trừ 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm là thời gian nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam khoảng 10 đến 15 ngày, nên khi thị trường bất ổn theo xu hướng bất lợi cho doanh nghiệp, khi đó doanh nghiệp sẽ tiếp tục có ý kiến về thời gian điều hành, công bố giá quá ngắn, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Bộ Công Thương cho rằng phương án rút ngắn kỳ điều hành giá xăng dầu đảm bảo giá xăng dầu bám sát hơn với diễn biến thị trường thế giới, tránh ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng hoặc là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này. Báo Dân Trí đang có một thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là giá vé máy bay đang tăng liên tục, thậm chí một số đường bay với điểm đầu là Thành phố Hồ Chí Minh còn cháy vé. Phóng viên báo Dân Trí ghi nhận giá vé nhiều đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung dịp Tết năm nay còn đắt hơn cả đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, như giá vé hàng phổ thông đường bay Giang Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội từ ngày 14 tháng 1 tức là ngày 24 tháng Chạp trở đi dao động từ 3.300.000 đến 3.500.000 đồng một chiều. Trong khi đó thì ở chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa không có chuyến bay nào vé dưới 3.000.000 đồng một chiều kể từ ngày 13 tháng 1 tức là 23 tháng Chạp, giá vé sẽ đắt hơn ở những ngày kế tiếp. Chia sẻ với phóng viên báo Dân Trí, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau khi đơn vị này cấp phép bổ sung slot tại Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ngày và đêm, các hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Dẫu vậy, do nhu cầu về quê của người dân rất cao, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90% vào các ngày sát Tết.